Đây, cái câu hỏi đầu tiên, tại sao Đức Phật là không có cho người nữ mà ngồi bán già, ngồi kiết già? Đây là tạng luật ha, tạng luật. Đây gồm có phân tích giới, đại phẩm, tiểu phẩm, tập yếu thì nó nằm ở trong cái phần tiểu phẩm. Đây nằm trong cái chương tỳ khưu ni ha, chương tỳ khưu ni. Đây, vào lúc bấy giờ các tỳ khưu ni ngồi kiết già, các vị ưa thích sự xúc chạm của gót chân, có nghĩa là các dục sanh khởi đó. Các vị đã trình bày việc ấy lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu ni không nên ngồi kiết già, vị ni nào ngồi thì phạm dukkata, có nghĩa là phạm tác ác. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh, không xếp chân ngồi kiết già, vị ni ấy không được thoải mái. Có nghĩa là bệnh, vị ấy muốn ngồi kiết già, không ngồi được kiết già, vị ấy không thoải mái. Các vị đã trình bày việc ấy là Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép thế bán già đối với tỳ khưu ni. Đó có nghĩa là khi bị bệnh đấy thì cho phép ha. Rồi đó là sư đã trích dẫn cho quý vị. Rồi